sáng nay ủy ban nhân dân quận sơn trà tổ chức lễ đón nhận bia hoàng sa đến dự có trưởng ban dân vận thành ủy lê văn trung giám đốc sở nội vụ thành phố võ ngọc đồng chủ tịch ủy ban nhân dân huyện hoàng sa Hoàng Sa, Trường Sa, biển đảo của Việt Nam là những minh chứng xác thực về vấn đề chủ quyền biển đảo trong lịch sử hình thành phát triển của quốc gia, dân tộc Việt Nam. Việc đón nhận bia Hoàng Sa rất ý nghĩa, nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của các thế hệ nhằm tiếp bước truyền thống của cha ông đấu tranh xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Năm 1997, huyện Hoàng Sa được giao cho thành phố Đà Nẵng quản lý, mục tiêu chủ yếu là thực thi quản lý hành chính đối với lãnh thổ quần đảo Hoàng Sa. Thành phố đã phân công cán bộ phụ trách xây dựng bộ máy xây dựng đề án quản lý nhà nước bảo vệ chủ quyền Việt Nam đối với huyện Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng. Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Sa có nhiều hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân đối với quần đảo máu thịt của Tổ quốc, nhất là trong giới trẻ, học sinh, sinh viên.